dồn hết cái mì tôm này vào nhá. Con đừng lấy lên nữa. Hai chị em vừa uống xong để tí là ăn bánh rồi uống tiếp nhá. Thì chờ mẹ tí nhá. Nè, yeah. Hai chị em nhìn cái chảo bánh ngon không? Nhà yeah, ngon quá. Mẹ ơi, con kiếm kìa. Đâu? Không phải kiếm đâu. Để đây. Này là mì tôm đó.